nghĩ cho em cả. Ok. Dạ. Anh em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Tôi sinh ra ở Sài Gòn mà. Cảm ơn đạo diễn rất là nhiều bởi vì 2 năm rồi à đi chưa chứng kiến cái mùa đông Bà Lan nhá. Mày đâu rồi? Không biết. Đã thấy mày cứ lêu bêu ở đây nhưng mà bây giờ không thấy nữa. Đi từ đây hay từ đâu hay như thế nào? Hành trình thế nào? Thì chỉ nghe nói là đi miền Tây, biết thế thôi. Hẹn lúc 7 giờ kém. Hay là lần này Adi đi một mình nhỉ? Mày đang ở đâu? Mày mới chạy về công ty. Ai bảo mày chạy về công ty? Đúng là quên mất. Đang chờ anh. Thì sao in lâu thế? Hơn 15 phút Adi mới đến. Adi này, ông đạo diễn này, quay phim này chưa ăn sáng mà mày sao lại sướng hơn cả ba người hả? Ê, cái gì đây? Và thơm nữa. Thiếu cái gì nữa? Hay nhờ. Mày hay phết nhỉ? Mọi người đang chờ, mọi người đang chả biết gì mà mày cứ ăn. Này, không được là ăn phí đồ ăn mày ơi. Mấy tờ này mà mày mất 30 phút để làm hả? Chưa đến 3 giây nó in xong rồi. Cái bạn này nhá, đến đây lúc mấy giờ? Bạn này hả? Đến đây là 8 giờ hơn rồi. 8 giờ kém là có hẹn ở studio. Ở studio thì hẹn 7 rưỡi. Mày có đọc mail không? Đâu có mail gửi gì đâu. Tất cả mọi người đều đọc được. Thế thì mail hồi sao ấy chứ mày không nhận được. Đi thôi. Làm công an. Ủa? Đi tới đâu mà yêu nghỉ biết chứ. Ok, cảm ơn. Ờ. Lúc có đưa okay, không? Cảm ơn. Chú Adi béo và chú May hãy đi ngay xuống Tiền Giang. Tiền Giang để bàn về số. Nhiệm vụ của các bạn đi lần này được đặt ra là nhiệm vụ Kitty. Cái này lấy từ cảm hứng từ đâu Adi biết không? Các bạn nhìn đây. Tên. À, mày hôm nay mặc cái nào? Có Hello Kitty không? Không, đã đạo diễn rồi. Tiền Giang là cách đây bao nhiêu cây? Cách đây có 20 cây hả? Thì lần trước mình đi từ đây đến đây. Mình sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh nè. Thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang. Điểm đầu tiên của mình là Tiền Giang nè. Mà kết thúc cuối cùng ở Cà Mau. Cứ ngay khi kết thúc một nhiệm vụ, bạn sẽ phải gọi điện về cho sếp báo cáo lại cái nhiệm vụ đấy đã thực hiện như nào và nhận nhiệm vụ kế tiếp. Trước khi các bạn đi Tiền Giang thì cho các bạn một cái niềm vui nho nhỏ. Hai bạn mời cô công chúa Helen ra đây. Cho Helen tự nhận xét giữa hai người xem chú nào đẹp trai hơn. Nếu mà Helen nói chú nào đẹp trai hơn thì khi xuống Tiền Giang người đấy sẽ được bán ít hơn một vé số. Helen ở đây. Ở đây. Bé Len. Len. Chú Adi đẹp trai hơn. Chú mày đẹp trai. Chú Adi đẹp trai. Chú mày đẹp trai. Chú Adi đẹp trai. Chú mày đẹp trai. Chú Adi đẹp trai nha. Only you can to make all this world seem right.
khen công nhận là cả hai chú nào cũng xấu. Kết quả hòe nhau, không ai được bán trước. Ở dưới Tiền Giang có cái gì hay? Không biết. Nước. À, sông nước. Chắc là thế. Ruộng lúa, sông nước, cò bay thả cánh này nọ như những cái gì mà trong truyện Đất Đường Phương Nam đã kể. Không biết. Hủ tiếu. Hủ tiếu Tiền Giang hả? À, cà lóc. Cá lóc nướng chui hay là cá lóc hấp? Cà lóc nướng chui hoặc là cành chua cà lóc. Nướng chui cho ngon. Chưa bao giờ ăn cá lóc nướng chui hết. Hello. Mời ăn đi. Đây là cái gà bữa sáng. Đấy, mỗi người cái đùi ăn đi thôi. Chà, cái đùi. Gà luộc mình không ăn. Sao lại không ăn? Thịt luộc nó không có hương vị gì cả. Bạn ăn không có thịt luộc. Bây giờ có nghĩa là Adi không ăn thì mới ăn. Ừ thì mày ăn. Ăn xong mày phải báo cáo với sếp. Báo cáo cái gì? Báo cáo tất cả tình hình từ sáng giờ. Báo cáo tình hình là dạ thưa anh, em ăn hết con gà rồi. Hết. Và vẫn chưa tìm được gì cả cho Adi ăn. Và chưa bán hết số. Adi ăn mì tôm không? Cũng được. Ừ, ăn xong á thì mày. Mày phải đi kiếm cho Adi bát mì tôm. Có hạt có trứng. Đói bụng chưa? Đói. Đi làm mì đi thôi. Thế nào cũng dẫn tới cái kết quả này mà. Mày kênh cúc. À hả? Alo anh à? Ăn đi. Thế tài nấu ăn của mày thế nào? Nhìn hơi ghê nhưng để xem cái hương vị. 4 năm sinh viên nấu mì gói không à. Nóng. Từ từ, ăn từ từ. Thế nào? Ăn được. Kinh như thế. Đang đâu? Đây là tỉnh Tiền Giang. Nhiệm vụ làm chưa? Chưa. Thế làm thôi, làm thôi. Ông đang ngủ. Cái đó không hay. Ngồi trên xe nó mát quá thì ngủ tí thôi. À, đi vào mây cũng buồn ngủ. Bây giờ là 2 giờ kém 15 rồi, chưa xong nhiệm vụ xếp giao. Mây lấy tiền quỹ đâu mua 20 tờ. Rồi, rồi. Lấy giúp em 20 tờ đi. Mỗi người 10 tờ nhá. Vào nhờ cô chú gửi xe trên này đi. Mày hỏi đi, mày dễ thương hơn. Dạ. Sợ quay phim. Chị ơi, ra đây nói chuyện xíu. Cho em gửi xe tạm xe đây nha. Nha. Cho gửi nha, không cho gửi là quay phim vô tận nơi nè. Mày thấy chưa? Cô gái nhìn thấy mày thì chạy mất dép luôn. Thì mời Adi đó. Dép đấy. Dép cơn lại luôn. Đấy mời Adi vô, đó. Còn mỗi Adi đó. Thôi được rồi. Kêu gửi xe đi làm nhiệm vụ xếp rau cơ mà. Ừ. Bây giờ nhá, thời gian là 30 phút kể từ khi bắt đầu. Ai bán xong trước quay về đúng điểm này thì người đã thắng. Thời gian bắt đầu. Nhờ mua vé số giúp em. Ok, vâng. Rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Này anh, mời anh kẹo nhá. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Chị ơi, chị mua vé số không? Vé số không? Mua một tờ nhá, giúp em thôi. Nhá. Một tờ thôi. Vâng, cảm ơn chị. Số quay phim vậy đó hả? Dạ đúng rồi, bán vé số có quay phim. 2 tờ hả chị? Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chị. Chú ơi, chú mua vé số không? Mua một tờ nhá. Cô, anh lấy 3 tờ luôn à? Này, mua vé số nước ngoài mà chứ đâu phải mua. 20. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Chịu gì ra nước ngoài là luôn. Trời ơi, đồng nghiệp. Ủa, con vô đây bán vé số luôn hả? Đó, thấy chưa? Không được. Gặp đồng nghiệp. Địa bàn cạnh tranh. Mình không cạnh tranh. Vào nhanh. Không được, mình tự nhiên cạnh tranh với nhỏ. Mấy cô xinh thì để nhanh đi. Trời ơi, tự nhiên mình cạnh tranh với đứa bé.
Đấy, cái chị đang ngồi đấy. Ủa con, chú hỏi con bán được nhiêu rồi? Vậy hả? Đi bán chung với chú. Đi bán chung với chú nè, chú không biết đây em. Sao? Em mời anh mua cửa số. Em ơi, mua gì bạn tài xế. Chào anh, ở đây. Anh mua vé số không? Mua một tờ giúp em nhá. Chỉ có cái 123 thôi. Anh lấy một tờ nhé. Vé này đi. Vâng. Dạ anh quản lý đây ạ. Dạ. Dạ anh mua giùm em tờ vé số. Anh có phương tiện rồi. Một tờ thôi. Cho anh tờ đây. Con ba tờ vé số ai ủng hộ được giùm mình cảm ơn nhiều. Anh mua ba tờ luôn ha. Rồi, mới mua 2 tờ rồi, mua 1 tờ rồi. Mới mua 2 tờ hả? À, thấy chưa? Mình bị cạnh tranh. Rồi, vậy thì anh cứ lựa đi ha. Rồi, lấy 1 tờ rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Anh ơi, anh mua vé số giúp em được không? Em còn 3 tờ thôi mà phải bán hết. Chỉ có một loại số thôi, có 123 thôi. Như nhau hết. Anh lấy cả 3 luôn hả? Ôi, cảm ơn anh. Đây. Bay mê này. Ờ, hết rồi. Vợ chưa? Chưa. Chưa có coi chịu con này không? Đó đó. Dễ thương thế nhỉ. Nhưng mà cô chủ hỏi sinh năm bao nhiêu? 18 tuổi. 18 tuổi. Thế là tuổi gì? Tuổi con gì? Cháu tuổi mèo nhá. Cháu tuổi mèo mà phải hợp tuổi thì mày lấy. Hợp tuổi mới lấy. Chứ không hợp. Đèn chuột phải không? Đèn chuột phải không? Chuột. Đèn chuột nè. Này, sinh ơi, không cần ngại như thế. Anh nhá, anh mèo chứ không phải là chó. Chó thì mày cắn nhá. Chó mày cắn, mèo không cắn đâu. Mà phải sợ như thế. Này, các bạn thấy chưa? Cô nào cũng chạy mất dép khi thấy Adi. Sao thế nào? Mày tại sao mày có nhiều tiền quá? Mày đã có 10 tờ đúng không? Mỗi tờ là 10.000. Bây giờ có 130.000, nghĩa là mày lừa người ta. Không, không. Tại vì mày phải móc tiền túi ra để thối cho người ta bây giờ đây. 100.000 đây. Cất 30.000 vô. Adi về đây sau 6 phút. 6 phút mà bán hết 100. Bây giờ đúng theo cái format cũ là mình sẽ có phần trả thưởng. Và nếu tôi không nhầm là mây thua. Đúng không? Thì bây giờ là cơm thì vừa ăn rồi. Thôi uống nước nhá, khát nước không? Khát, khát lắm. Uống đi. Bây giờ tôi sẽ đi lấy nước. Adi uống gì? Sinh tố hoa quả hay cái gì thì được. Sinh tố xoài. Sinh tố xoài rồi. Mây uống gì? Nước mía. Mày uống nước mía đúng không? À. Rồi. Cảm giác hơi kỳ kỳ. Đây. Cốc với lấy đĩa rồi sao? Đây. Trái cây. Mày thua đúng không? Mày uống cái gì? Nước mía. Nước mía đúng không? Thế đây là cái gì? Cái ly. Đây. Ừ. Đây là nước đúng không? Đây là cái gì? Đây, nước mía của mày. Nước mía. Nước mía là nước và mía. Nước và mía.